Tập thơ cho anh nghe đi em. Tập thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá, em quên hết thơ rồi. Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc, sự khó khăn, buồn vui hay tội nhục, suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi, mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh đó. Mọi thứ để em lo. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn kế bên. Dạ em là Nguyễn Viết Thiện, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại đang là kỹ thuật viên tại Thế Giới Di Động, thành phố Bà Rịa. Ở tại thành phố Bà Rịa luôn. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường. Cùng bạn nam bên kia, cùng toàn thể các quý vị đang có mặt ở trong trường quay. Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Em năm nay 21 tuổi thì hiện tại em vẫn là đang đi học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Ngoài việc học ra thì em còn đang quản lý một shop thời trang cao cấp mặc nhà Queen Key của gia đình ạ. Ồ, là em làm cho gia đình em ha. Quê em ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương, bên kia Bà Rịa Vũng Tàu, cũng không có xa lắm ha. Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ, quan trọng là hai người hợp với nhau và kiểu như là cùng chung một mục đích đến thì em không quan trọng. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là một con người dễ hòa đồng, năng động, vui vẻ. Nhiều bạn nhận xét về em là có một giọng nói khá tốt, nên em hay thường ghi âm giọng nói của mình và gửi cho tất cả các bạn trên Facebook nghe. Còn nhược điểm của em thì là do là em hay nói nhiều ấy ạ, nên hay cảm không có cảm ràm, nhưng mà em hay nói khi nào mà bạn đó chán bạn đó đi thôi. Sao bạn trai nghe sao thấy đập nhiều quá vậy? Dạ em đang hồi hộp. Hồi hộp hả? Em giới thiệu về khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em á thì dễ thích nghi, hiền lành, ít nói. Còn nhược điểm thì nhiều lắm. Nhược điểm nhiều, thử kể một vài thứ. Ví dụ như nhát gái này. Nhát gái? Đúng rồi, nhát gái giờ vấn đề. Thấy con gái gặp sao mà nhát? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu, dễ căng thẳng, ví dụ như bây giờ này. Đó, thoải mái lên, có gì đâu căng thẳng. Em được mấy mối tình rồi? Giờ hiện tại em được 2 mối tình. Hiện tại 2 mối tình? Không, tức là quá khứ, tức là quá khứ chứ rồi. Quá khứ. Dạ. Chia tay cái mối tình gần đây nhất là cách đây một năm. Thì hai người thì không có hợp tính cách nhau, tức là em thì cũng có hơi bảo thủ. Bạn đàn ông mà đàn ông thì cũng phải bảo thủ tí chứ. Bởi vì là bảo thủ ở đây tức là lập đường, có chính kiến. Còn bạn nữ thì cũng bảo thủ hơn em nhiều nữa. Thành thử ra là nói chuyện hay cãi nhau. Bảo thủ khác nha, với là gia trưởng khác nha. Dạ đúng rồi, em biết cái đấy biết. Đúng rồi, chứ nếu mà gia trưởng quá thì cũng không được tốt dạ lắm. Dạ không, gia trưởng ở đây á, tức là mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Thì nó khác, còn có lập trường, có chính kiến thì nó khác. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em và chững chạc hơn em. Kiểu như là em quá trẻ con thì bạn đó có thể chững chạc để dung hòa bớt em lại. Không có gia trưởng gì ạ? Em sợ những người gia trưởng. Đó này bạn nói rồi đó, nói đâu rồi. Có gia trưởng đâu. Có rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Chỉ có gia trưởng thôi, còn cái gì em cũng thích. Cái gì cũng thích hết. Dạ, dễ dãi. Ăn nhậu hút thuốc gái gú gì tùm lum. Không, tất nhiên là gái gú thì chỉ yêu một mình em thôi chứ đừng yêu bất cứ ai khác ạ. Bạn nam ở đây nghe nói hơi căng thẳng á. Bạn hát được không? Không, em hát dở lắm. Bạn gái hát được không? Em muốn dành một bài thơ xíu nữa tặng cho anh. Đọc cho nó đỡ căng thẳng, bạn bên trai hơi rung á. Nhưng mà xíu nữa em nhìn mặt anh đó em mới nói được không ạ? Được, cũng được thôi, để hồi gặp nói đi. Bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái em có thể được giống như mẹ của em. Mẹ em như thế nào? Nấu ăn ngon này. Là một người phụ nữ truyền thống á. Bạn nữ thấy sao? Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng là người Bắc, nên khi mà vào đây thì em cũng được học những công việc nấu ăn của mẹ rồi, nên mọi việc nấu ăn cứ giao cho em. Hay quá. Em nghĩ em có phải là mẫu người của gia đình không? Em hướng ngoại, nhưng mà thực chất là những cái gì mà mẹ truyền em đều hướng nội hết. Nửa này nửa kia. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà chị hỏi bạn trai một câu nè. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, rồi lấy nhau đi, em thích người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà rồi vậy như vậy thì em có cho vợ em đi làm duy trì công việc riêng của vợ mình không? Hiện tại giờ em cũng làm ở Thế Giới Di Động, mà công việc cũng khá là ổn rồi. Mà với lại ở nhà cũng có kinh doanh nữa. Nếu mà bạn gái muốn thì có thể về làm cùng, còn không nữa thì bạn gái thích làm gì thì cái đấy em tôn trọng. Em kinh doanh cái gì thêm ở nhà vậy? Hiện tại giờ ở nhà đang có một trang trại, với lại đang kinh doanh nhà nghỉ. Nhà em được mấy anh em? Dạ nhà 2 anh em ạ. 2 anh em thứ mấy? Em đầu tiên. Đầu tiên. Còn em sau có em gái.
em gái. Thôi được rồi, vậy là em gái lấy chồng có em hưởng hết rồi đó. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè, trang trại mà kinh doanh nhà nghỉ là sao? Là bố em á, tức là cũng có tuổi rồi, thành thử ra là kinh doanh thì nói chung là cũng không có kinh doanh đó, nói chung là sở thích của cá nhân á, tức là thích về làm vườn á. À sao còn trẻ mà tóc bạc không vậy hả? Dạ, cái này em thức khuya nhiều lắm chị, trước khi lên đây này cũng hồi hộp không ngủ được. Chà, giống trong phim vậy ha, thức trắng một đêm tóc đã bạc. Em có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái không? Hay ghen. Sao kỳ vậy, em thấy yêu người ta mới ghen, không, mà con gái nào cũng mà... ghen hết á. Ghen đúng gì thôi nha, nói chung là mình tôn trọng cái thời gian của nhau. Em chỉ quen một người là em chỉ quen một người, em không có quen người thứ hai. Tức là hồi trước em có quen hai người á, thì người ta cứ xăm soi em hoài, kể cả em vào công ty Thế Giới Di Động này người ta cũng không cho em vào làm luôn. Đi làm không cho đi làm luôn? Dạ không, không cho làm. Tức là làm ở đâu thì làm, nhưng mà không cho làm Thế Giới Di Động. Lý do? Môi trường nữ nhiều. Ở trời đất, mấy cô kỹ thuật trong đó đẹp xinh lắm. Khách nữa. Khách nữa. Trời, thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ tính tới chuyện hôn nhân đi. Thí dụ bây giờ em cũng còn trẻ, cô này thì cô cũng quá trẻ, thì nếu như mà hai người tìm hiểu thì tìm hiểu bao lâu? Thì cái đấy tính... thì cái thời gian thì em cũng không quan trọng lắm, nói chung là hai người hiểu nhau là được. Với lại bây giờ bố mẹ em cũng có tuổi rồi, mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để nó, để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Có nghĩa là ba mẹ cũng muốn cưới sớm để có cháu phải không? Gần như thế. Gần vậy. Rồi bây giờ lấy nhau về là về là ở chung nhà luôn làm dâu đúng không? Cái đấy thì tùy bạn gái thôi. Nói chung là ba mẹ cũng dễ lắm, tức là không có về làm dâu. Nhưng mà phải... có thể ở gần ở, đó. Gần đấy. Ví dụ Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, em cũng phải đi về nữa. Rồi hiểu rồi. Ví dụ bây giờ sau này học xong ra rồi mà yêu nhau lấy chồng thì đi về Bà Rịa Vũng Tàu ở được không? Dạ cũng được ạ, bình được, thường phải không? Dạ. Thôi chào em gái. Anh bên này hơi chững chạc đó. Dạ. À, suy nghĩ cũng chín chắn rồi đó. Bây giờ em nghe nói em cảm nhận được chưa? Dạ. Anh thấy như vậy cũng hợp lý lắm em. Nếu về ở chung nhà lại càng tốt nữa đó. Chứ cần giờ ở riêng có điều kiện hết trơn rồi. Dạ. Về kinh doanh phòng trọ được không? Cái vấn đề kinh doanh là cứ để em. Nấu ăn cũng để em, kinh doanh cũng để em. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo. Dễ thương quá. Nhưng mà vấn đề hồi nay anh không thích ghen đó. Thực chất là em không có ghen. Người ta đã yêu mình thì người ta sẽ vì mình mà làm tất cả thôi. Đúng rồi. Yêu nhau phải tin tưởng nhau. Dạ, đúng không? Rồi. Làm dâu được không? Dạ em chưa làm dâu bao giờ nhưng mà... Chứ em làm dâu rồi chắc cũng hơi khó. Em sẽ cố gắng á. Dạ. Nãy anh nói ba mẹ cũng dễ mà. Anh thấy ổn á. Được. Làm dâu bây giờ dễ ẹt có gì đâu. Cô gái bên đây dễ thương lắm nha. Hôm nay mình có đi với người thân không? Nụ cười rất là duyên á. Dạ. Dạ em có đi với em gái và các bạn của em ạ. Xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ em là em gái của chị Tuyết Lan. Thì chị Tuyết Lan thì chị hơi trẻ con, nhưng mà thực chất là chị rất là biết quan tâm người khác và cũng rất là hiểu chuyện. Về phần anh này thì em thấy là anh rất là chín chắn, thì em thấy là có thể dung hòa cho cả hai. Thì thấy ngoại hình cũng không hợp lắm, nhưng với là anh ấy chuẩn đúng tiêu chí của chị em. Thế nên là em thấy là hai người hợp ok. Hai em gái có duyên không? Em gái có duyên chị cũng vậy đó. Thấy 21 chứ nhìn cũng chững chạc lắm. Làm dâu được đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ với em gái. Đúng rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng khán giả trong đường quay ạ. Em là Trung, là anh họ của Thiện. Thiện thì gia đình muốn hướng Thiện về cái kinh doanh trong gia đình ấy. Nhưng mà anh ấy có cái tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cũng làm ngoài. Còn về phần bạn gái thì em cũng thấy cũng được ạ. Thôi gặp em gái đi. Vâng. Thấy chị chào dâu tương lai anh sao? Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy chị bên đây đó là cá tính và dễ thương. Em mong là hai người cho nhau một cơ hội thì có thể đi đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Quan trọng vẫn là hai đứa đó. Bây giờ kéo màn lên cho rồi, hai bên gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Trời. Em thấy em nhận xét gì về anh? Dạ em thấy anh chững chạc. Không, nhìn vậy thôi, nó là nhìn vậy thôi. Nhưng mà anh tính như trẻ con. Nói chung là không nó nhiều khi là nhìn ngoài, nhưng mà nói chung tính anh trẻ con, nhưng mà em nói chung là anh nói chuyện bạn gái cực kỳ dở luôn. Anh cứ thấy người khác giới nhá là anh không biết bắt đầu từ đâu hết.
Dạ. Nó cũng không nói chung là tự nhiên gọi là nói chuyện tự nhiên nó bị bốc. Nhường em nói trước. Đọc thơ cho anh nghe đi em. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc. Dẫu khó khăn, buồn vui hay tủi nhục, suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi. Mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh đó. Mọi thứ để em lo đó. Nói lại câu đó cho anh nghe đi. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo. Ôi, anh yêu em thôi, đừng để em lo. Trời ơi, thì không chịu nổi. Thì anh thấy em là người thế nào? Thì anh mới quay lại thì anh thấy em là một cô gái xinh xắn. À, anh cũng thích bạn gái mình đâu kính. À. Mình nhớ tên cô gái không? Kéo rèm ra là em tức là ấn tượng quá, thành thử ra là quên tên. Quên rồi. Em thử nói lại được không? Em tên là Lan, tên Lan. Đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. À, Phạm Thị Tuyết Lan. Thông em rất tự tin. Em cũng kiểu như là gồng mình lên thôi chứ thực chất em cũng. Anh cũng gồng lên nhưng mà không có lên. À... Hay giới thiệu tên lại đi, không chừng quên luôn rồi đó. Em nhớ rồi. Không. Anh tên Thiện ạ? Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Cái là... Em kiểu như là những cái gì về bạn trai em thường nhớ sâu sắc. Được, được lắm. Em có thích đi biển không? Dạ em thích đi biển và em thích đi phượt nữa. À đi phượt nữa hả? Dạ. Giống anh đó đấy. Nếu mà em mà thích đi biển thì nếu mà có dịp anh có thể mời em về thành phố biển Vũng Tàu. Dạ. Đi dạo biển. Hẹn hò sao ở Bình Dương với Bà Rịa đó. Đó. Cái chuyện mà đi lại thì nếu mà em muốn á, chỉ cần em muốn thôi là anh lại lên. Thì anh có thể sắp xếp được, thì đổi ca được với trong công ty. Dạ, thì chỉ cần anh cứ lên thì em sẽ muốn. Được đấy. Sao đó em trai? Nãy giờ trái tim có rung động gì chưa? Có rung động với anh, nhưng mà không nói lên được. Hỏi tiếp đi. Thì để em nói nha. Em nghĩ là trong chương trình này thì cũng có vài phút ngắn ngủi thôi. Chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mong là em sẽ dành cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có đồng ý không? Đồng ý cho em. Lành quá à. Dễ thương quá. Còn rất trẻ nhưng mà rất là cá tính, rất là bản lĩnh. Kệ, ráng nuôi cô học thêm năm cuối nữa nha. Rồi về cô sẽ lo cho hết cả thế giới này luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy nắm chặt tay nhau. Để tay trong tay. Nghe nói gì rồi đó. Hãy làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Không đi, không nghe má đàng hoàng đấy. Trời ơi. Nó dễ thương, thấy không em gái không? Ôi, thấy ghét dễ sợ luôn. Tôi chịu là gái rồi đó nha. Sớm 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 nha. Dạ. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến xem phim để cảm nhận tình yêu của nhau nha. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng thú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nghề đồng thú. Dễ thương. Tính cách của em hào sảng kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Em trai có mối tình nào chưa? Cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. Cặp đôi đầu tiên thì rất là ok rồi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nhỏ. Với cái tinh thần như thế này, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nam. Dạ
Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ như hát, múa, thiêu, thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn dòng da trắng hả? Dạ, còn khuyết điểm của em thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nhoi nhoi. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ là khá chín chắn, cũng cá tính. Nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Coi như là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên. Em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm ạ. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều. Nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm nó lo nó cũng vui chứ bộ. Nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ, các giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu nó hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùng như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi chiều tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chỉ em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng, kiểu như con trai chị, nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không chắc là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng rồi, em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi. Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ. Phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, em thì em luôn thích những bạn nam cao. Là tại vì em cũng hấp. Cao nhiêu? Mét 7 trở lên chị. Mét 7 trở lên, bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? Bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức á. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em không ạ? Với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới.
Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình, đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, nãy giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm 1m71 cái bảy. Ồ, chào em gái. Dạ. À, nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m77 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc gì nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+ và môi trường nó chiếm 10%+ và tổng cộng á, là cái gen di truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Ờ, can thiệp được ha. Quan trọng là cái tính tình thôi, trách nhiệm, yên tâm. Bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp rồi đó. Thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có mà anh. Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh này anh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Nó đứng lên coi coi. Thì cao được 1m mấy? 1m7 hơn. Dạ em được 1m60 à. 1m60 à. Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết chưa em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vi ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. À, Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai, mình có đi với ai không em? À, dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới, một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương. Ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng quán bài ha. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Thôi đứng nói cô gái kìa, nói anh chí. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhạc của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ơi. Ở nơi ấy, ở nơi ấy, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất lầy. Được á.
Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình để nó bù vô chiều cao. Đây tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cao nó cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên em để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Ngồi đi em. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói, nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi mạnh dạng lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh chưa? Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh, tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức. Bạn em nó dành kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính làm sao? Thì em hy vọng là anh cao. 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Em đưa vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi, để mình coi mình có cái chuyện đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái. Hai tay đàng hoàng phải bắt tay. Đó. Cảm nhận nhìn nhau 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó, 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Đúng. Trời. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đưa. Đã lắm. Ê, bất cỡ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú.